Khánh thành đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Quảng Trị. Triển lãm trưng bày sinh vật cảnh chào Xuân Kỷ Hợi 2019 đang diễn ra tại Hà Nội. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin văn hóa du lịch của kênh truyền hình Văn hóa Du lịch, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 29 năm ngày Quốc phòng Toàn dân, tại khu tưởng niệm Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ ở thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Ban Liên lạc Bạn Chiến đấu Mặt trận Quảng Trị 1972 phối hợp với huyện Hải Lăng tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp được xây dựng trên diện tích 100m2 trong khuôn viên rộng gần 5.000m2 của khu tưởng niệm. Đền thờ gồm 2 tầng mô phỏng kiến trúc nhà sàn Bắc Hồ, tầng 1 để đón tiếp khách. Tầng 2 là nơi thờ đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp để mọi người đến dâng hương, hoa, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với đất nước. Công trình do các cựu chiến binh Sư đoàn 304 đóng góp và huy động xã hội hóa với tổng kinh phí khoảng 15 tỷ đồng. Khu tưởng niệm xây dựng trên diện tích gần 5.000m2 bên bờ sông Ô Giang, thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, bao gồm các hạng mục bến thả hoa, đài tưởng niệm, nhà bia tưởng niệm ghi tên các anh hùng liệt sĩ của Sư đoàn 304 và các đơn vị đã sống, chiến đấu và anh dũng hy sinh trên phòng tuyến Mỹ Chánh, đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các công trình phụ trợ khác. Tại Bảo tàng tỉnh Nam Định, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức trưng bày 2 chuyên đề: Những kỷ vật kháng chiến giai đoạn 1945-1975 và những kỷ vật thời kỳ bao cấp giai đoạn 1976-1986, trưng bày giới thiệu 500 tài liệu hiện vật, trong đó chủ yếu là các kỷ vật chiến tranh. Các tài liệu hiện vật được trưng bày đã tái hiện một phần cuộc sống chiến đấu của người lính Cụ Hồ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đồng thời giới thiệu về đời sống sinh hoạt của người dân trong thời kỳ bao cấp. Mỗi kỷ vật ẩn chứa trong đó những câu chuyện cảm động giúp người xem hiểu thêm về cuộc sống chiến đấu nơi chiến trường, đồng thời thấy được sự sáng tạo, tinh thần lạc quan, tình yêu quê hương đất nước, tình cảm đồng chí đồng đội, lý tưởng trách nhiệm của mỗi người trước vận mệnh của Tổ quốc. Trong 3 ngày từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11 âm lịch, tức là từ ngày 17 đến 20 tháng 12 năm 2018, nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình thành kính tổ chức lễ hội đền Nguyễn Công Trứ. Đây là lễ hội tri ân công đức của doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ. Lễ hội đền Nguyễn Công Trứ được tổ chức tại đền thờ ông trên địa bàn xã Quang Thiện. Điều độc đáo là lễ hội có sự tham gia của người dân nhiều tôn giáo khác nhau thuộc các địa phương trên địa bàn huyện. Phần hội diễn ra sôi nổi, mang đậm nét văn hóa của cư dân đồng bằng ven biển như cờ tướng, cờ người, tổ tôm, chọi gà. Đồng thời, được thưởng thức các làn điệu dân ca mang đậm dấu ấn phong cách của doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ lúc sinh thời, góp phần đem lại không khí sôi nổi, rộn rã cho ngày hội. Với chủ đề Hương sắc thủ đô, triển lãm trưng bày sinh vật cảnh thủ đô chào Xuân Kỷ Hợi 2019 diễn ra tại Công viên Bách Thảo, thành phố Hà Nội. Triển lãm thu hút sự tham gia của giới nghệ nhân, chủ nhà vườn tại thủ đô và nhiều tỉnh thành trên cả nước với nhiều tác phẩm cây cảnh nghệ thuật, hoa lan, đá cảnh, thảm hoa nghệ thuật, hoa quả tạo hình nghệ thuật. Trưng bày triển lãm ở hội chợ Hoa Xuân lần này thì với 2 tác phẩm lớn, tác phẩm Cổng Sông Long là cổng chào chính của hội chợ triển lãm và thứ hai là bộ tứ linh Long Lân Quy Phụng của lần này thì đa phần là nguyên vật liệu mình chuyển từ miền Nam ra, thì với thực hiện với 15 nhân viên và sự chuẩn bị trong vòng nửa tháng để làm một cái tác phẩm, 2 tác phẩm để đem đến thủ đô. Tôi nghĩ là mình nên tổ chức hàng năm để cho tất cả những người dân Hà Nội và tất cả những người dân mà yêu cây sinh vật cảnh ở các tỉnh để họ có cơ hội để về đây để người ta chiêm ngưỡng tất cả những cái vẻ đẹp của những nghệ nhân làm nên những cái tuyệt tác như thế này. Với nhiều hoạt động như trình diễn cắm hoa, nghệ thuật kết chắp phương Nam, trao đổi kỹ thuật, hội thảo chuyên ngành về hoa cây cảnh sẽ mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm thú vị và là điểm đến hấp dẫn trong dịp Noel 2018 và Tết Dương lịch Kỷ Hợi năm 2019. Triển lãm diễn ra đến ngày 20 tháng 1 năm 2019. Mười năm gần đây, ngành du lịch Việt Nam chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng. Nếu như năm 1994, Việt Nam đón 1 triệu lượt khách quốc tế, thì đến cuối năm 2018, Việt Nam đã đón 15 triệu lượt khách quốc tế. Với mục tiêu đến năm 2020, du lịch Việt Nam cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn,
đóng góp 10% GDP. Vậy du lịch Việt Nam cần phải làm gì để đạt mục tiêu này? Vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập tới trong bản tin văn hóa du lịch phát sóng lúc 11 giờ 30 phút ngày hôm nay, 21 tháng 12. Những nội dung trong phần tiếp theo: Hàn Quốc lập kỷ lục Guinness về bức tranh tường lớn nhất thế giới. Nhiều sự kiện văn hóa du lịch diễn ra vào cuối tuần. Sách kỷ lục Guinness vừa ghi danh bức tranh tường lớn nhất thế giới được vẽ trên một nhà kho chứa thóc tại bến cảng ở phía tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ý tưởng của bức tranh tường đặc biệt liên quan đến câu chuyện về quá trình trưởng thành của một cậu bé và đặc biệt giống như một bộ sách hoàn chỉnh gồm 16 cuốn sách với các trang bìa được trang trí đặc trưng cho 4 mùa xuân, hạ, thu và đông. Bức tranh bao phủ bên ngoài những container khổng lồ tại thành phố cảng Incheon, phía tây thủ đô Seoul, chiếm diện tích 23.688 m². Kỷ lục này đã vượt qua bức tranh kỷ lục trước đó tại bang Colorado của Mỹ có diện tích 16.544 m². Bức tranh này được đặt hàng bởi chính quyền thành phố và ban quản lý cảng như một phần trong nỗ lực cải thiện hình ảnh tiêu cực của các cơ sở công nghiệp cũ kỹ, một ý tưởng xuất phát từ các dự án nghệ thuật cộng đồng của thập niên 1920 lan truyền ở Mỹ và Mexico. Chính quyền thành phố và ban quản lý cảng Incheon hy vọng bức tranh độc đáo này sẽ thu hút khách du lịch tới đảo Ulmi, một điểm du lịch hàng đầu gần Incheon. Cách Munich ở miền nam nước Đức khoảng 1 giờ lái xe, trang trại thông của anh Ulrich Roth là một địa điểm quen thuộc đối với nhiều gia đình đến đây để tự chọn cho mình một cây thông cho dịp lễ Giáng sinh. Từ năm 2003, các gia đình Đức đã đến trang trại của anh Ulrich Roth để có cơ hội chọn cho mình một cây thông cho dịp Giáng sinh và cũng chính họ là người tự tay chặt cây thông đó. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời, một dịp tuyệt vời để cùng nhau chọn ra một cái cây thích hợp và tự tay chặt nó xuống. Vâng, chúng tôi rất thích cái cây này. Các cây thông ở đây có nhiều hình dáng khác nhau, vì vậy giá cả cũng khá đa dạng, từ 20 đến 100 euro cho một cây thông cao khoảng 3 mét. Anh George cho biết anh chỉ sử dụng phân bón tự nhiên trong trang trại của mình. Đối với bậc cha mẹ, đến trang trại này cũng là một cơ hội để họ có thể dạy cho con trẻ về môi trường. Trang trại này mở cửa 3 đến 4 tuần một năm tùy theo điều kiện. Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ mới công bố danh sách rút gọn hạng mục kỹ xảo hình ảnh xuất sắc của Oscar 2019. Trong đó cả 3 bộ phim ra mắt trong năm 2018 của hãng Marvel đều có tên trong danh sách. Avengers Infinity War và Black Panther, hai phim bom tấn giải trí lớn nhất năm 2018, không thể thiếu tên trong danh sách rút gọn nhờ những kỹ xảo tinh vi được sử dụng trong phim. Mặc dù lép vế hơn so với hai anh em cùng nhà Marvel Studios trong năm nay về chất lượng nội dung cũng như doanh thu, nhưng bộ phim riêng thứ hai về người kiến vẫn để lại dấu ấn với người xem nhờ phần kỹ xảo hết sức phức tạp. Với hai bộ phim về chú gấu Pooh và những người bạn, Christopher Robin, kỹ xảo điện ảnh đã giúp thổi hồn cho gấu Pooh, Piglet, Tiger thành những sinh vật sống động, giao tiếp với các diễn viên con người xuyên suốt tác phẩm. Tiếp theo sẽ là một số sự kiện văn hóa du lịch sắp diễn ra. Đêm nhạc miền Sa Thẩm sẽ diễn ra lúc 20 giờ tối nay, 21 tháng 12 tại nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc ở thành phố Vĩnh Yên. Chương trình mong muốn truyền tải sâu rộng thông điệp hào hùng của dân tộc và quân đội nhân dân Việt Nam đến với các tầng lớp nhân dân trong địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũng như trên cả nước. Đây cũng là một trong những hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Lần đầu tiên thời trang quốc tế trẻ em được tổ chức với 13 bộ sưu tập mới nhất của các thương hiệu thời trang nổi tiếng đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Anh Quốc, Thái Lan, Tây Ban Nha và hơn 300 người mẫu nhí trình diễn tại tuần lễ thời trang quốc tế trẻ em 2018 trong 3 ngày từ 21 đến 23 tháng 12 tại vườn hoa Lý Thái Tổ và Hoàng thành Thăng Long tại cổng Đoan Môn. Từ ngày 22 đến 23 tháng 12, người dân thủ đô yêu đất nước Thái Lan sẽ được trải nghiệm nét văn hóa đặc sắc của đất nước này tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ngoài việc thưởng thức văn hóa truyền thống Thái Lan độc đáo, khách tham quan sẽ được thưởng thức món ăn Thái Lan miễn phí. Đặc biệt, bạn có thể mang những con rối, chiếc dù bo sang do bạn hoặc nghệ nhân thực hiện về nhà để kỷ niệm một mùa lễ hội Thái Lan đáng nhớ. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin văn hóa du lịch ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi những thông tin mới nhất về các sự kiện, vấn đề về văn hóa du lịch trong các bản tin lúc 6h30, 11h30, 18h30 và 22h hàng ngày trên kênh truyền hình Văn hóa du lịch của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!